Minh Vy xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với chương trình Tin sáng ngày 18 tháng 8. Xin mời quý vị cùng đến với một số thông tin chi tiết ngay sau đây. Thưa quý vị, để phát triển bền vững và đồng bộ, ngành mía đường trong nước cần một luật quản lý riêng. Đây là một trong các đề xuất đáng chú ý của các doanh nghiệp và Hiệp hội Mía đường Việt Nam tại Hội thảo Thường niên Mía đường Quốc tế TTC lần thứ 5. Hội thảo vừa được khai mạc vào sáng ngày 17 tháng 8. Theo đại diện Tổng công ty ngành đường TTC thuộc tập đoàn TTC, hầu hết các nước có ngành đường phát triển đều có luật riêng cho ngành mía đường từ rất sớm. Chẳng hạn luật mía đường Thái Lan ra đời từ năm 1984, trong khi Philippines có luật quản lý mía đường từ năm 1986. Các văn bản luật này quy định cụ thể về tỷ lệ lợi nhuận giữa nông dân trồng mía và nhà sản xuất đường, mức giá mua mía tối thiểu cũng như mức giá bán buôn bán lẻ đường. Các luật này giúp ngành đường hiện nay tăng trưởng 334% so với thời điểm luật được ban hành, còn Philippines có ngành đường tăng 50% so với năm 1986. Do đó, để phát triển ngành đường một cách bền vững và đảm bảo lợi nhuận cho người trồng mía, đại diện tập đoàn TTC đề xuất xây dựng một hành lang pháp lý cho ngành mía đường. Xuất phát điểm từ Thái Lan, Philippines, từ thời Thái Lan cũng tương đồng về mặt hạn điền, tương đồng về mặt khí hậu, vân vân. Nhưng mà sau khi mà được sự gọi là hỗ trợ của chính phủ, ý thức của doanh nghiệp thì quý vị một sự chuyển biến rất là tích cực. Trong cái so sánh vừa qua, trong các cái slide chiếu lên thì Việt Nam chúng ta cũng đang ở một cái giai đoạn thách thức đó, nó đang chuyển biến rất là tích cực, cho nên tôi cho rằng đây là một cái thách thức và cũng là một cái cơ hội giữa quản lý nhà nước và giữa doanh nghiệp để làm sao tồn tại và phát triển ngành mía đường. Theo ông Phạm Quốc Doanh, Chủ tịch Hiệp hội Mía đường Việt Nam, thực tế từ khi có chương trình 1 triệu tấn đường, ngành mía đường Việt Nam cũng đã nhận được một số hỗ trợ nhất định. Tuy nhiên, ông cho rằng việc giải quyết cơ chế cho mía đường hiện nay còn mang tính vụ việc, chưa đảm bảo tính ổn định để phát triển bền vững. Hiệp hội này đang hướng đến xây dựng một văn bản luật quản lý mía đường, chứ không phải bằng các quyết định như trong quá khứ. Để mà quản lý ngành mía đường theo một cái cơ chế thị trường hiện tại và chúng ta hội nhập thì bắt buộc chúng ta phải có một hệ thống cơ chế chính sách đồng bộ và nó theo cơ chế thị trường, chứ không phải để chúng ta xử lý những vụ việc và những tình trạng sự cố xảy ra nữa, mà chúng ta là đưa là ngành mía đường phải đi vào trật tự theo luật. Mà hiện nay thì ngành Hiệp hội Mía đường Việt Nam cũng như Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là đã kiến nghị Thủ chính phủ cho phép xây dựng một bộ luật về mía đường để chúng ta quản lý đường theo luật như các nước, mà đặc biệt như Thái Lan hay là Philippines. Theo báo cáo của Hiệp hội Mía đường Việt Nam, kết thúc niên vụ 2016-2017, sản lượng đường trong nước đạt gần 1,2 triệu tấn. Và đây là niên vụ thứ 3 liên tiếp sản lượng đường sụt giảm. Hiện cả nước có 41 nhà sản xuất đường với năng suất thiết kế tối đa là 150.000 tấn mía một ngày. Liên quan đến thông tin đăng tải trên các phương tiện truyền thông gần đây về việc thị trường hồ tiêu đang bị các thương nhân Trung Quốc thao túng làm giá, trả lời Bộ Công Thương mới đây, Hiệp hội Hồ tiêu VPA cho rằng chưa có đầy đủ cơ sở để kết luận thị trường hồ tiêu trong nước đang bị các thương nhân nước ngoài thao túng. Theo VPA, thông tin thương nhân Trung Quốc thao túng thị trường hồ tiêu chỉ mang tính cảnh báo, chia sẻ giữa các doanh nghiệp hồ tiêu với nhau, qua đó cùng hỗ trợ nhau giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh. Hiện VPA không có nguồn lực và cũng không thể thống kê được cụ thể danh sách doanh nghiệp bị ảnh hưởng và cũng không định rõ khái niệm bị ảnh hưởng là thế nào để thống kê theo yêu cầu của Bộ Công Thương. Trên cơ sở tổng hợp các báo cáo của VPA và Sở Công Thương, Bộ Công Thương nhận thấy chưa đủ cơ sở để kết luận thương nhân nước ngoài đang thao túng thị trường hồ tiêu Việt Nam. Tuy nhiên, Bộ cho biết sẽ phối hợp với các Sở Công Thương tiếp tục theo dõi sát để bảo đảm môi trường kinh doanh lành mạnh, công bằng, đúng pháp luật cho mặt hàng hồ tiêu nói riêng và các mặt hàng nông sản nói chung. Trước đó, VPA thông tin các doanh nghiệp hội viên cho biết có tình trạng các thương nhân Trung Quốc đến đặt mua hồ tiêu tại doanh nghiệp với bất cứ giá nào doanh nghiệp đưa ra, sau đó hối thúc làm hợp đồng. Song song đó, nhóm thương nhân này cũng yêu cầu bán tiêu với giá thấp hơn giá thị trường cho các đại lý, nhưng chỉ thực hiện bán một phần rất nhỏ với giá thấp trong thời gian ngắn, sau đó tạo tình trạng khan hàng rồi đẩy giá thị trường tăng nóng. Dưới áp lực giao hàng cho doanh nghiệp xuất khẩu, các đại lý phải mua tiêu của nhóm thương nhân này với giá cao. Thưa quý vị, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức công bố tháng khuyến mãi năm 2017. Theo đó, từ tháng 9 cho đến tháng 12 năm nay, thành phố sẽ triển khai hơn 30.000 chương trình giảm giá khuyến mãi trên địa bàn thành phố. Trong tháng khuyến mãi của Thành phố Hồ Chí Minh, các chương trình được triển khai sẽ tập trung ở những ngành hàng thiết yếu như lương thực thực phẩm, hóa mỹ phẩm, đồ uống, điện điện tử, viễn thông, ngân hàng, du lịch, trang trí nội thất, v.v. Trong đó, các đơn vị tham gia sẽ thực hiện nhiều hình thức khuyến mại khác nhau, gồm giảm giá, tặng phẩm, rút thăm trúng thưởng, dùng thử sản phẩm và dịch vụ.
Tháng khuyến mại năm nay thu hút sự tham gia của khoảng 3.000 doanh nghiệp và hơn 5.300 hộ kinh doanh cá thể, tiểu thương kinh doanh, bán buôn, đa dạng lĩnh vực tại nhiều trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích, chợ, v.v. Theo Sở Công Thương TP HCM, hiện nay Ủy ban Nhân dân 24 quận huyện đã hoàn thiện công tác tổ chức treo băng rôn, cờ phướng, thông tin truyền thông đến đông đảo người tiêu dùng về tháng khuyến mại này. Thưa quý vị, trong bối cảnh diện tích đất canh tác bị thu hẹp, điều kiện thời tiết ngày càng khắc nghiệt, Hà Nội đang thúc đẩy nền nông nghiệp phát triển bền vững với trọng tâm là các dự án nông nghiệp công nghệ cao làm trọng điểm. Theo số liệu của Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng Nông thôn mới, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Hà Nội, trên địa bàn thành phố hiện có 46 mô hình ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, triển khai tại các huyện Sóc Sơn, Thanh Oai, Thanh Trì, Ba Vì, v.v. Các mô hình chủ yếu tập trung ứng dụng công nghệ kỹ thuật vào sản xuất rau, trồng lúa, hoa, cây ăn quả, cây dược liệu an toàn với nguồn giống sạch bệnh và ứng dụng công nghệ kỹ thuật cao trong quy trình sản xuất như hệ thống nhà lưới, nhà màng điều tiết ánh sáng, nhiệt độ, tưới nhỏ giọt, không sử dụng thuốc sâu, thuốc kích thích tăng trưởng, v.v. Tuy nhiên, chỉ với 46 mô hình có thể nói là còn khiêm tốn, chưa đáp ứng được nhu cầu về sử dụng thực phẩm sạch an toàn của nhân dân. Nguyên nhân là do vốn đầu tư còn hạn chế, để đầu tư làm nông nghiệp sạch khá tốn kém, nhiều hệ thống trang thiết bị phải nhập của nước ngoài, trong khi bà con nông dân không có vốn, đi vay ngân hàng không dễ. Để có thêm nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Hà Nội đề xuất chính sách khuyến khích các doanh nghiệp tham gia, bởi chỉ doanh nghiệp mới có tiềm lực về vốn, công nghệ, nhân lực và có thế mạnh về nghiên cứu thị trường. Xin được chuyển sang các thông tin khác. Chiếm hơn 97% số lượng doanh nghiệp của các nước, cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ là một thành phần quan trọng trong việc phát triển của nền kinh tế Việt Nam, tạo ra một lượng lớn công ăn việc làm cho người lao động. Tuy nhiên, trên thực tế, hiện các doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn còn gặp không ít khó khăn trong quá trình tồn tại và phát triển. Với mục tiêu đồng hành cùng với doanh nghiệp vừa và nhỏ, Ngân hàng Maritime Bank vừa chính thức giới thiệu sự ra đời của cộng đồng Joint. Hơn cả một kênh hỗ trợ về vốn, cộng đồng Joint của Maritime Bank sẽ cung cấp những giải pháp hữu ích trong việc xây dựng thương hiệu và truyền thông cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, giúp cho họ mở rộng khách hàng, phát triển kinh doanh. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tính đến hết năm 2016, cả nước có khoảng 477.800 doanh nghiệp, trong số đó có đến 97% là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Mặc dù giữ vai trò quan trọng trong sự phát triển của nền kinh tế, khi nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ đóng góp gần 50% GDP, tuy nhiên qua trao đổi với nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ, không ít doanh nghiệp cho biết hiện họ vẫn loay hoay với những bài toán như làm thế nào để tiếp cận nguồn vốn, làm thế nào để thương hiệu của mình được khách hàng biết đến, làm thế nào để tạo sự đột phá, xây dựng chiến lược phát triển bền vững, v.v. Khi mà để phát triển về kinh doanh thì khi chúng tôi cần có những cái kế hoạch và những cái kế hoạch đó chúng tôi cần phải có những cái nguồn vốn và hiện nay thật sự mà nói là đó là những cái mà rất là khó khăn trong cái việc tiếp cận của chúng tôi. Ra đối với những cái doanh nghiệp vừa nhỏ, tôi nghĩ là người ta không có đủ chi phí để người ta xây dựng được cái thương hiệu, mà đầu tiên là phải tập trung vào bán hàng trước, rồi thông qua bán hàng, rồi nếu như mình cung cấp được một giá trị đặc biệt nào đó cho khách thì người ta lại nhớ đến cái thương hiệu mình. Rồi mình cũng có làm những thương hiệu nhưng mà nó phụ thêm thôi, rồi lâu lâu cũng có quảng cáo, rồi hoặc là khuyến mãi đến kèm rồi đó, thì từ từ người ta nhớ mình. Ví dụ như bản thân cái doanh nghiệp của tôi đi, thì tôi làm cái quạt sạc, thế thì từ từ rồi người ta thấy mình làm rất là tốt, nhất là cái chế độ bảo hành mình tốt, thì nhờ cái giá trị độc đáo đó người ta nhớ đến thương hiệu mình. Chứ thực ra mà bỏ tiền để làm thương hiệu đó, thì tụi tôi là bỏ rất là ít, chủ yếu là bán hàng rồi đi tìm khách hàng. Trong bối cảnh thị trường đầy cạnh tranh, với quy mô nhỏ, nguồn vốn hạn chế, việc tiếp cận khách hàng và quảng bá thương hiệu rộng rãi thực sự là một trở ngại đối với các doanh nghiệp. Do đó, ngoài những hỗ trợ ban đầu về vốn, quy trình hay sản phẩm, các doanh nghiệp thực sự cần những giải pháp hữu ích để giúp họ mở rộng khách hàng, phát triển kinh doanh. Với kinh nghiệm từ quá trình làm việc lâu năm cùng các doanh nghiệp và hiểu rõ những khó khăn mà các doanh nghiệp vừa và nhỏ gặp phải, vừa qua, Ngân hàng Maritime Bank đã chính thức giới thiệu cộng đồng Joint Maritime Bank. Sự ra đời của cộng đồng Joint Maritime Bank có thể nói là một giải pháp tài chính và partnership marketing dành riêng cho các doanh nghiệp Việt Nam, giúp các doanh nghiệp tìm kiếm thêm đối tác, khách hàng và cùng nhau phát triển bền vững. Thì cái cộng đồng Joint này được Maritime Bank xây dựng để làm một cái nền tảng để giúp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể được quảng bá, được tiếp cận với các cái khách hàng tiềm năng, giống như là khi mà một doanh nghiệp lớn họ có đầy đủ cái nguồn lực để làm chuyện đó, thì Maritime Bank, cộng đồng Joint của Maritime Bank là một cái bệ đỡ để giúp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ đạt được những cái việc mà
bình thường thì họ sẽ không có thể làm được. Với cộng đồng Choi, có thể nói Maritime Bank là ngân hàng Việt Nam đầu tiên đưa đến cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ một nền tảng hỗ trợ toàn diện và thiết thực nhất để cùng phát triển. Không chỉ dừng ở mức độ khởi xướng, tư vấn giải pháp chung chung, Maritime Bank còn mạnh dạn trực tiếp cùng doanh nghiệp đặt những viên gạch đầu tiên cho hành trình củng cố nội lực, mở rộng nguồn khách hàng và xây dựng thương hiệu để có thể phát triển lâu dài, bền vững. Thì cái chương trình kết nối doanh nghiệp để lớn mạnh của Maritime Bank á, là bên cạnh cái việc hỗ trợ về vốn rất là nhanh, rất là hiệu quả và thủ tục đơn giản cho các doanh nghiệp, thì chúng tôi cũng giúp cho các doanh nghiệp xây dựng cái câu chuyện về thương hiệu của họ, xây dựng thương hiệu, quảng bá thương hiệu qua những cái kênh truyền thông mà Maritime Bank thường sử dụng để quảng bá thương hiệu cho riêng mình. Ví dụ như chúng tôi sẽ quảng bá cho các doanh nghiệp, các khách hàng tham gia chương trình đến hơn 1,5 triệu khách hàng bán lẻ của chúng tôi, và chúng tôi cũng qua những cái kênh digital, những cái kênh y vật lý, ví dụ như là quảng bá trên mạng hay là qua những cái màn hình LCD ở rất là nhiều, hàng ngàn cái tòa nhà và nhiều cái phương tiện khác, để chúng tôi giúp cho các doanh nghiệp có thể đến được cái khách hàng tiềm năng của họ. Chúng tôi sử dụng rất là nhiều ngân hàng, thì trong đó ngân hàng Maritime Bank ấy, chúng tôi đánh giá là một ngân hàng tốt, và chúng tôi cũng chủ yếu là hoạt động qua cái ngân hàng đó về kinh doanh. Thế thì tôi thấy cái ý tưởng mà kết nối với các doanh nghiệp ấy, thì rất là tốt, và tôi cũng vừa trao đổi với chú Anh Quang tổng đốc, thì tôi thấy đấy là một cái ý tưởng mà những doanh nghiệp như chúng tôi là chúng tôi rất là hoan nghênh, bởi vì nếu qua được Maritime Bank, Maritime Bank có độ khoảng 1,5 triệu mà khách hàng, thì một khách hàng của chúng tôi sẽ kết nối được với 1,5 triệu của khách hàng của Maritime Bank. Bản thân tôi là một thành viên trong cái cộng đồng Choi, tôi cũng đã từng sử dụng những cái sản phẩm dịch vụ mà cộng đồng Choi mang lại, tôi cảm thấy rất là tốt, và đó cũng là cái cơ hội để mà những cái doanh nghiệp trong cộng đồng Choi tiếp cận được với khách hàng tiềm năng. Thì bản thân đơn vị của tôi là đơn vị về đào tạo cho mọi người về bán hàng online, tôi cũng thấy rằng là trong cộng đồng Choi là có rất nhiều đối tượng là khách hàng tiềm năng của tôi, và tôi thấy rằng đây là một cái sân chơi rất hữu ích cho doanh nghiệp của mình, và cũng thật sự là cảm ơn Maritime Bank đã tổ chức ra một cái cộng đồng thật sự có ý nghĩa đối với những doanh nghiệp vừa và nhỏ như chúng tôi. Trong bối cảnh thị trường nhiều biến động và đầy tính cạnh tranh, không ít doanh nghiệp có sản phẩm dịch vụ rất tốt nhưng vẫn không được nhiều khách hàng biết đến. Chính vì vậy, với việc tham gia cộng đồng Choi của Maritime Bank, các doanh nghiệp sẽ có cơ hội để tiếp cận với hơn 1,5 triệu khách hàng cá nhân của ngân hàng, một cơ hội vàng để phát triển kinh doanh nhanh chóng, đồng thời được hỗ trợ xây dựng, quảng bá thương hiệu để có thêm được nhiều khách hàng hơn nữa trong tương lai. Xin được chuyển sang thị trường chứng khoán. Cả hai sàn chìm trong sắc đỏ khi kết thúc phiên giao dịch ngày 17 tháng 8. Chỉ số VN-Index rơi khỏi mốc 770 điểm trước sự sụt giảm của các cổ phiếu vốn hóa lớn. Sắc xanh chỉ duy trì vào ít phút phiên đầu. Nhanh chóng sau đó thì VN-Index đã đảo chiều giảm điểm trước đà mất giá của nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn. Tâm điểm trên sàn HOSE tập trung chủ yếu vào cổ phiếu mới niêm yết VBB của ngân hàng VB Bank. Chỉ trong phiên sáng, khớp lệnh của cổ phiếu này đã đạt gần 49 triệu đơn vị, qua đó đã đẩy thanh khoản toàn thị trường tăng vọt so với những phiên trước. Bên cạnh đó thì khối ngoại cũng đã mạnh tay mua VBB với hơn 37 triệu đơn vị. Bước sang phiên chiều, sắc đỏ tiếp tục chiếm ưu thế hoàn toàn. Chỉ số VN Index thủng mốc 770 điểm, nếu không có sự hỗ trợ của các cổ phiếu lớn như là Vinamilk và Sabeco, có lẽ thị trường sẽ còn giảm sâu hơn. Khép phiên thì VN Index mất gần 6 điểm, xuống còn có 767,59 điểm, thanh khoản sắp xỉ 5.700 tỷ đồng, tương đương gần 240 triệu đơn vị được chuyển nhượng. Trong khi đó thì chỉ số HNX Index diễn ra khá tương đồng với sàn HOSE khi cũng suy yếu dần về cuối phiên, sắc đỏ chiếm ưu thế trên các cổ phiếu chủ chốt làm cho thị trường khó có cơ hội hồi phục. Chốt phiên thì VN Index giảm mạnh 1,23% về mốc 100,49 điểm. Khối lượng giao dịch chỉ hơn 56 triệu đơn vị, ứng với trên 580 tỷ đồng. Còn bây giờ, Minh Vi xin mời quý vị tiếp tục cập nhật một số thông tin trong nước đáng chú ý khác. Bộ Kế hoạch Đầu tư kiến nghị cấp thẻ thường trú cho nhà đầu tư nước ngoài tại Phú Quốc. Chuyên gia khẳng định muốn dẹp vỉa hè phải tính chuyện kế sinh nhai cho người lao động.